Tại huyện Quang Bình, ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo huyện đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo các xã thị trấn khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống. Tại huyện Quang Bình có 5 ngôi nhà bị lũ quét cuốn trôi vùi lấp hoàn toàn, nhà ở bị sạt ta luy dương, ta luy âm là 66. Sạt ta luy dương, khu nhà lưu trú, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở và khu vực bờ kè trường mầm non Bản Rịa. Thiệt hại trên 100 hectare diện tích hoa màu và cây trồng khác. Bên cạnh đó có nhiều tuyến đường bị sạt lở, cầu treo bị cuốn trôi, cầu tràn tại các xã cơ bản không lưu thông được. Trên tuyến quốc lộ 279 có nhiều điểm sạt lở ta luy âm và dương, hiện xe trọng tải lớn không thể di chuyển, đặc biệt đoạn từ xã Yên Thành huyện Quang Bình đến xã Nghĩa Đô huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai. Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo huyện Quang Bình chỉ đạo các ngành hữu quan phối hợp với các xã thị trấn huy động các lực lượng phương tiện để khắc phục hậu quả thiên tai với phương châm 4 tại chỗ, tập trung hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, di dời người dân đến nơi an toàn, đồng thời đặt các biển cảnh báo, khuyên cáo không để người dân di chuyển qua các vùng ngập lụt, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét để đảm bảo an toàn.